đang có việc tranh luận nên hay không ủng hộ việc lắp ráp xe ô tô điện Trung Quốc tại Việt Nam. Bản thân tôi ủng hộ hoàn toàn vấn đề này. Bởi lẽ giá tầm 100 triệu của ô tô điện Trung Quốc là hợp lý và nó sẽ phá đảo giá ô tô hiện nay rất vô lý và ẩn tàng yếu tố lợi ích nhóm. Nhiều người nói rằng vì thuế Việt Nam quá cao nên giá ô tô cao là đúng rồi, chỉ cần hạ thuế là được. Hoàn toàn không đúng, hoàn toàn không đúng. Chúng tôi sẽ chứng minh không phải giá cao là vì thuế, đương nhiên thuế rất cao rồi, mà là vì lợi ích nhóm. Người ta kê giá khống, kê giá ban đầu lên thì tất nhiên giá thuế phải cao lên. Và thuế thì đâu phải nhà sản xuất chịu, mà là người tiêu dùng chịu. Chúng tôi nói có sách mách có chứng, đã có kinh nghiệm về vấn đề này. Đó là vấn đề giá xe gắn máy. Đã có lúc giá xe gắn máy cao ngất trời, bằng giá một căn nhà, bằng một cái nền 4x16m lúc đó. Đó là những năm 1990. Việc mua bán xe căn cứ vào giá vàng. Lúc đó mua bán giao dịch toàn là căn cứ vào giá vàng và quy ra tiền sau. Thì một chiếc xe rim nhập khẩu từ Thái Lan lúc đó vào Việt Nam giá trên 7 lưu vàng, một cái giá trên trời. Và chúng tôi đã đi Thái Lan để tham khảo lúc đó. Giá lúc đó thì giá xe ở Thái Lan lúc đó, giá xe rim chỉ bằng 1/3 đến 1/5 giá bán tại Việt Nam. Thật là khủng khiếp phải không? Sau đó để kéo giảm giá, chính phủ cho phép lắp ráp xe rim Việt Nam, xe rim nhập khẩu Thái Lan về Việt Nam dưới dạng SKD và CKD. Tuy nhiên giá vẫn không giảm, giá không giảm, rất kỳ lạ. Và chính phủ không chịu thua, không chịu thua để kéo giảm giá, đã cho phép nhập khẩu xe gắn máy Trung Quốc bởi giá chỉ bằng 1/10, 1/20 giá xe rim thôi. Và nếu giá xe rim lúc đó là thật thì chỉ có thể giảm chút ít, nhưng không phải như vậy phải không? Lập tức nó tụt giá xuống, trong vòng chưa đến một năm tụt giá xuống đến còn 1/3 và 1/5 về đúng với giá trị thực, gần đúng với giá xuất xưởng ở Thái Lan cộng thuế. Thì rõ ràng gì? Rõ ràng đây là cái gì? Là việc có gì, việc bắt tay của các nhóm lợi ích với nhau. Họ kê, kích và tạo hình giá vốn, giá thành lên rất cao. Và thuế ăn theo cũng rất cao. Ai cũng có lợi hết. Thuế cũng được thu lợi. Nhà sản xuất cũng có lợi. Và người dân, người tiêu dùng, người mua xe là chịu hết. Lúc đó không có xe nào khác ngoài xe độc quyền Honda Việt Nam. Và các nhà nhập khẩu cũng độc quyền luôn. Rồi chính phủ mới cho nhập khẩu xe gắn máy Trung Quốc giá rẻ, chấp nhận những thiệt hại về môi trường. Và chúng tôi sẽ trình bày rất rõ ý kiến đó, vấn đề đó ở phần cuối cùng. Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề ngay bây giờ, tức là việc nhập khẩu và lắp ráp xe ô tô điện Trung Quốc vào Việt Nam như thế nào. Thị trường ô tô điện giá rẻ từ 100 đến 250 triệu đồng đang hứa hẹn dậy sóng với loạt thương hiệu Trung Quốc tung ra dự án lắp ráp phân phối. Nhiều doanh nghiệp cũng đang làm rộ triển khai phân phối tại Việt Nam. Thị trường xe ô tô điện đang đối diện khả năng xáo trộn với xe giá siêu rẻ, dù chưa biết chế độ hậu mãi và chất lượng ra sao. Báo Tuổi Trẻ thông tin như thế. Tôi nói không phải là thị trường xe ô tô điện không thôi, xe ô tô chạy xăng cũng phải đối diện với giá thực của nó. Và chúng ta chờ xem coi cuộc đấu đá thị trường này sẽ như thế nào. Nếu xe ô tô chạy xăng lắp ráp trong nước và nhập khẩu đúng giá trị thật của nó thì cứ giữ như thế đi. Giữ như thế đi, sẽ thấy cái chết lâm sàng là như thế nào khi đối phó với xe giá rẻ từ Trung Quốc. Mà kinh nghiệm xe gắn máy đã rõ rồi. Ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TMT Moto cho biết sẽ tiên phong khai mở phân khúc ô tô điện mini 4 chỗ ngồi tại Việt Nam. Doanh nghiệp bắt tay hợp tác với liên danh General Motors vào giữa tháng 2 năm 2023 để sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền ô tô điện mini tại Việt Nam. Theo thông tin của TMT công bố, mẫu xe này sẽ lắp ráp tại nhà máy tỉnh Hưng Yên với công suất 30.000 xe năm. Mẫu xe này được cho là phù hợp sử dụng trong đô thị với tốc độ thấp và được xem như phương tiện thay thế xe máy. Tại Trung Quốc, mẫu xe như Wuling Huan Mini EV chỉ được xem là phương tiện thay thế xe gắn máy do phạm vi hoạt động thấp
khoảng 120 km cho mỗi lần sạc đầy, và công suất tối đa của xe cũng chỉ ở mức 17,4 mã lực cùng với mô men xoắn cực đại 85 Nm. Giá khởi điểm của xe này tại Trung Quốc là hơn 4.000 USD, gần 90 triệu đồng mà thôi. TMT chưa xác nhận mức giá bán tại Việt Nam, nhưng nhiều thông tin quảng cáo làm thị trường báo mức giá khoảng đến 100-260 triệu đồng một chiếc. Giá quá hợp lý và sẽ làm những ông lớn mô tô run sợ. Từng kinh doanh không hiệu quả và rút lui khỏi thị trường Việt Nam, bất ngờ đầu năm 2023, các hãng Chery, Haima một lần nữa quay lại đặt nền móng bán xe cho khách Việt. Họ tìm nhà lắp ráp kinh doanh tại Việt Nam với các mẫu xe như Haima 85, Haima 8X, 7X và 7XE vào nửa cuối năm nay. Theo báo Tuổi Trẻ, một tổng giám đốc công ty lắp ráp ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết thương hiệu xe Trung Quốc đang quay lại thị trường Việt Nam với nhiều giải sản phẩm thông qua lắp ráp hoặc nhập khẩu nguyên chiếc. Ngay công ty ông cũng nhận một vài mẫu xe lắp ráp thử nghiệm, trong đó có xe ô tô điện và xe tải điện. Theo đánh giá ban đầu của vị này, ô tô điện giá khá rẻ, chỉ khoảng 200-260 đồng một chiếc. Xe này chỉ chạy trong nội đô 200 km trở lại, chứ đi xa tốc độ cao thì hơi khó. Và ông tin rằng nếu ô tô giúp tránh mưa nắng mà giá chỉ bằng một chiếc SH thì chắc nhiều người sẽ mua. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Anh, Lý Hùng Anh, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những năm 1998-2005, làn sóng xe gắn máy giá rẻ Trung Quốc được nhập ồ ạt về Việt Nam với giá chỉ 6-8,5 triệu đồng một chiếc. Khâu quản lý chất lượng chưa chặt khiến thị trường Việt Nam tràn ngập xe chất lượng kém, không thực sự an toàn và gây ô nhiễm. Sau đó chúng bị thải lộ dần, nay gần như biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Đông, chuyên gia ô tô, cũng cho rằng không nên bài xích nguồn gốc xe. Sự xuất hiện của xe điện mini giá rẻ là xu hướng tốt, nhưng cần phải quản lý chất lượng, vòng đời và tái chế pin, nếu thả lỏng sẽ rất nguy hại cho môi trường. Nhiều chuyên gia ô tô cho rằng không loại trừ khả năng xe điện giá rẻ dùng công nghệ lạc hậu bán tại Việt Nam, cần ngăn chặn nguy cơ Việt Nam thành bãi phế lại thải pin xe. Và do đó cần quản lý chặt dây chuyền. Xin thưa những ý kiến phản bác lại việc xe ô tô điện giá rẻ dựa vào những dự đoán chứ không phải là kiểm định chất lượng thật sự, e là ô nhiễm môi trường. Xin thưa, xe điện thì có phát ra khí thải đâu mà ô nhiễm môi trường, còn pin của nó đương nhiên rồi, xe đạp điện thì sao, xe ô tô điện hiện nay thì như thế nào, chúng ta cũng hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về việc đó. Và thứ ba, họ lo lắng chất lượng và lấy kinh nghiệm xe máy Trung Quốc dần dần bị thải hồi ra khỏi thị trường. Dân khi thị trường phát triển thì xe Trung Quốc bị thải hồi, nhưng đó là sự thải hồi lành mạnh và nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Nhiệm vụ của nó là tiêu diệt các nhóm lợi ích trên cơ sở xây dựng giá xe máy ảo cao hơn gấp nhiều lần giá thực của nó. Và lần này nếu chính phủ cho phép sản xuất xe ô tô điện Trung Quốc cũng là một bước đi chiến lược để làm việc này. Còn nếu xe không phù hợp với thị trường thì người tiêu dùng sẽ quay lưng với nó. Các tiến sĩ đừng lo việc đó, đừng lo việc đó. Nếu nó không ảnh hưởng đến túi tiền và các mối quan hệ của các vị tiến sĩ, xin thưa là như vậy. Xin thưa là như vậy. Và chúng tôi và những người chuyên gia sau lưng chúng tôi rất am hiểu về thị trường xe ô tô cũng như thị trường xe máy. Chúng tôi sẵn sàng tranh luận với các chuyên gia. Trở lại những năm 90, như chúng tôi đã nói, giá trị của những chiếc xe gắn máy cao ngất ngưỡng, cao gấp 3 lần, thậm chí đến 5 lần giá thực sự của nó. Và như thế, cộng thuế vào nó còn cao lên như thế nào? Như vậy không phải thuế cao làm giá xe cao, mà nó là tổng hòa của các lợi ích nhóm, tức là người ta kê giá cao lên, kê giá xuất xưởng là cao lên, thì thuế sẽ ăn theo cao lên, thì người dân chịu thiệt hoàn toàn. Và Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải lúc đó đã đi đến quyết định táo bạo đã cho nhập khẩu xe gắn máy Trung Quốc với giá rẻ. Và các nhóm lợi ích cũng ngăn cản lại bằng những ý kiến y như bây giờ.
y bây giờ thôi, tức là môi trường, tức là chất lượng nhân dân. Nhưng một chính trị gia dày dặn những kinh nghiệm như ông Phan Nhân Khải thừa biết những việc đó, để môi trường, ông lúc đó ông không phát biểu gì hết, nhưng sau này khi ông nghỉ hưu rồi, chúng tôi đến thăm ông vào dịp Tết, ông Phan Nhân Khải cũng nói những ý như vậy, tức là rất nhiều ý kiến ngăn cản và cũng vinh vào môi trường, cũng vinh vào chất lượng thôi. Nhưng mà ý định của chính phủ và thủ tướng lúc đó là nhằm đánh vào các lợi ích nhóm và bảo vệ quyền lợi cộng đồng của người dân. Ông nói rằng lúc đó mà chúng ta chủ trương phát triển các khu công nghiệp, phát triển nông nghiệp và mở rộng giao thương giữa các vùng miền với nhau, trong khi phương tiện giao thông vận tải, phương tiện giao thông công cộng giao nhận hàng hóa lúc đó rất yếu kém, và người dân không biết bằng cách nào để có thể đem hàng hóa nông sản từ nông thôn lên thành thị để bán được giá cao hơn, hay là đi làm, hay là đi làm ở các công sở, ở các xưởng, nhà máy vân vân, cách xa địa bàn dân cư, cách xa nơi ở của họ thì như thế nào. Và xe gắn máy Trung Quốc, làn sóng xe gắn máy Trung Quốc dù chất lượng kém nhưng giá rẻ đã tạo điều kiện cho từng cá nhân hòa nhập vào cộng đồng bằng công ăn việc làm, và giúp phát triển vùng miền, phát triển các vùng nông thôn, tiêu thụ hàng hóa nông sản. Thế mới là tầm nhìn của thủ tướng, của một người đứng đầu chính phủ. Còn các chuyên gia ý kiến bàn ra vinh vào môi trường, vinh vào chất lượng, thật ra cái đuôi của các ông là lợi ích nhóm và lợi ích của nhân dân, không có một chút xíu nào trong mắt các ông đâu. Chúng tôi đã tổng kết rất nhiều trường hợp và thấy như vậy, và chúng tôi rất bái phục thủ tướng Phan Nhân Khải. Đúng là xe Trung Quốc chất lượng kém so với xe Nhật, so với xe Thái Lan, xe Nhật lắp ráp tại Thái Lan. Tuy nhiên, vấn đề của nó, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, phá đảo các lợi ích nhóm và kéo giá xe gắn máy trở về giá trị thật của nó. Còn tất nhiên chất lượng của nó, khi đời sống của người dân cao lên, khi giá trị của xe Nhật giảm sút rồi, thì người ta bỏ xe Trung Quốc và chuyển sang xe Nhật, hoặc là chuyển sang xe Honda lắp ráp tại Việt Nam, lắp ráp tại Thái Lan, Indo, là chuyện bình thường, là sự phát triển của đời sống mà thôi. Đời sống mà thôi. Do đó, chúng tôi cho rằng chính phủ giải quyết cho lắp ráp xe gắn máy, xe ô tô điện Trung Quốc tại Việt Nam là phù hợp, là cân bằng giá trị của các lợi ích nhóm và lợi ích cộng đồng. Và chúng ta sẽ thấy giá ô tô và các ông lớn ô tô sẽ ngồi trên đống lửa mà thôi. Xin cảm ơn.